tâm của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của các xã Phối Thờ và xã lân cận như Diễn Đồng, Diễn Thái, Diễn Liên, Diễn Quảng, Diễn Bình, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành đã về tham dự chứng kiến lễ đón bằng di tích hôm nay. Cảm ơn con em cô hương đang công tác sinh sống trên khắp mọi miền đất nước, toàn thể cán bộ, các tầng lớp nhân dân xa nhà cùng du khách gần xa đã bớt chút thời gian về chứng kiến chung vui trong ngày lễ hội của quê hương. Ban tổ chức xin ghi nhận những tình cảm bằng vật chất, tinh thần mà các đồng chí lãnh đạo các cấp, các ngành, các vị khách quý, các quý vị đại biểu, du khách và con em quê hương đã tâm đắc trong lễ đón nhận bằng di tích lịch sử đền đệ nhất xã Diễn Nguyên hôm nay. Trong quá trình diễn ra lễ hội, chắc không tránh khỏi những thiếu sót, khuyết điểm. Rất mong quý vị và con em cô hương, du khách rộng lòng lượng thứ. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố lễ đón nhận bằng di tích lịch sử đền đệ nhất xã Diễn Nguyên xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa, kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân và du khách xa gần lời chúc mừng sức khỏe, đoàn kết, thi đua, dành nhiều thắng lợi mới. Xin chân thành cảm ơn. Và tiếp tục chương trình, đó là phần thứ hai, lễ rước bằng vào đền và lễ dâng hương.
tiếng hô của con sẽ dâng lên, dâng lên với một lòng
ơi.